Thưa quý vị, thật nghịch lý khi đồng bằng sông Cửu Long được xem là vùng trọng điểm kinh tế hàng hóa, là một vùng đất trù phú với những điều kiện thuận lợi, nhưng làn sóng di cư ra khỏi vùng nhiều năm qua lại cao nhất cả nước. Những bàn luận, những kiến nghị về chính sách để miền Tây phát triển đã được nói nhiều, nhưng đến nay những chuyển biến trên thực tế vẫn còn chậm. Còn với người dân thì họ vẫn tiếp tục luẩn quẩn trong vòng quay sinh kế. Sau làn sóng hồi hương, rồi đây có thể chúng ta sẽ lại tiếp tục chứng kiến những làn sóng di dân lên các trung tâm công nghiệp sau đại dịch, vì đất quê vẫn không thể nuôi sống người quê. Trên hành trình về quê Sóc Trăng của ông Út có lúc phải đi bộ. Dù tuổi đã già nhưng ông vẫn tìm đường lên thành phố Hồ Chí Minh bán vé số từ năm 2007. Lúc này phải về quê để tránh dịch. Dù chưa về tới nhà nhưng trong suy nghĩ của ông Út là sẽ phải trở lại thành phố vì ở quê không có việc làm. Quay gần có tiền đâu có đâu, ở dưới giờ dưới quê mình đâu có bằng ăn được đâu. Mình đi bán số thôi. Bây giờ chú là có nguyện ông chú á, thành phố hết, chú trở về phố đi bán vé số rồi. Chứ chú già mà đâu có ai muốn chú à. Cũng vì không có việc làm ở quê mà mấy đứa con của bà bé phải xa gia đình lên Bình Dương làm công nhân. Trong ngôi nhà lá đơn sơ, ở cái tuổi nay ốm mai đau, bà bé phải nuôi ba đứa cháu. Mỗi tháng hai con trai và con dâu của bà gửi về 2 triệu đồng. Số tiền chỉ đủ xoay sở cho 5 miệng ăn và chi phí sinh hoạt gia đình, lắm lúc thiếu trước hụt sau. Nếu mà có ăn thì cha mẹ đâu có bỏ con vậy. Rồi nó cũng nhớ con nó nữa. Rồi mình cũng nhớ con mình nữa. Nhiều khi con thấy không, coi thời sự rồi thấy công ty giờ nó cháy rồi, chuyện này chuyện nọ, cái gì sắp sợ. Muốn gom con về mà con về đây làm sao con sống nổi. Đất quê không thể nuôi sống nổi người quê. Khi dịch Covid chưa bùng phát, làn sóng hồi hương chưa xảy ra, thì ở nhiều làng quê miền Tây, đi đâu cũng chỉ thấy người già và trẻ con. Những đứa trẻ cứ thế lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Và rồi chỉ vài năm sau, có những em còn đang tuổi ăn tuổi học cũng phải tìm đường ra đi lo kế sinh nhai như cha mẹ chúng. Con ở Sài Gòn năm 14 tuổi, làm đủ sống thôi chứ không có dư được ngày nào hết. Là ở nhà trọ phải đóng tiền nhà trọ rồi không có, nó không có cho đồ ăn uống nữa. Chỉ có nước tương nước mắm là ăn đại thôi chứ không có gì hết trơn. Nghề nông nhọc nhằn khiến cho những đứa trẻ như em Nhiên phải rời quê năm 14 tuổi, khiến cho những người già phải tựa cửa, ngóng con. Bây giờ không biết những đứa con của bà bé đã về quê hay vẫn còn ở Bình Dương, và liệu rằng họ có bình an đi qua đại dịch. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Như chúng tôi đã đưa tin, thời gian gần đây có hơn 800 con lợn thuộc các chương trình 135 và 30A cấp phát cho hàng trăm hộ nghèo tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã bị chết chưa rõ nguyên nhân, thiệt hại ước tính khoảng 2,8 tỷ đồng cho người nghèo địa phương. Trước bức xúc của dư luận, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo thanh tra tỉnh vào cuộc xác minh tìm hiểu nguyên nhân. Dự án phát triển đàn lợn được thực hiện trên địa bàn các xã Đắc Nên, Đắc Rinh, Ngọc Tem và thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong thuộc các chương trình 135 và 30A từ năm 2020. Các xã này đã mua lại toàn bộ 905 con lợn giống của Trung tâm Nông nghiệp Dịch vụ huyện cấp phát cho 337 hộ nghèo của địa phương để chăn nuôi chăm sóc. Tổng số tiền mua số lợn giống là trên 3,2 tỷ đồng. Sau vài tháng chăm sóc, số lợn cấp cho người dân đem về nuôi bỗng dưng chết hàng loạt. Trong khi đó, cùng thời điểm trên, xã Đắc Tăng thực hiện một dự án phát triển đàn lợn và mua giống của người dân địa phương. Đến nay, toàn bộ đàn lợn này vẫn phát triển khỏe mạnh và đã sinh sản ra lứa đầu tiên. Thưa quý vị, hôm nay nhiều tỉnh miền Tây có số ca mắc COVID-19 tăng trở lại. An Giang 226 ca, Sóc Trăng 137 ca, Tiền Giang 82 ca, Trà Vinh 76 ca. Trong đó có nhiều ca F0 cộng đồng. Còn tại các tỉnh phía Bắc như là Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 15 ca dương tính mới đều tại Việt Trì, trong đó 9 trường hợp trong cộng đồng và 6 ca tại các khu cách ly, vùng phong tỏa đã được quản lý. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 22 tháng 10, địa phương này ghi nhận 37 ca mắc COVID-19, trong đó có 15 trường hợp
là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Báo cáo của CDC Nghệ An ngày 22 tháng 10, địa phương này có 23 ca mắc COVID-19 mới tại 9 huyện, thành, thị, gồm 4 ca tại cộng đồng và 19 ca là các F1 hoặc công dân trở về từ miền Nam đã được cách ly trước đó. Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch khẩn tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến sẽ có khoảng 780.000 trẻ được tiêm vaccine COVID-19, trong đó ưu tiên nhóm từ 16 đến 17 tuổi tiêm trước. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm rà soát lập danh sách tiêm cho tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Dự kiến sẽ bắt đầu tiêm ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Để giải đáp những băn khoăn lo ngại từ phía phụ huynh trước khi cho con tiêm chủng, sau đây thì chúng tôi sẽ có một số thông tin cần biết về việc tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ. Liều lượng vaccine Pfizer được cấp phép cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, giống với liều lượng cho người lớn. Tiêm 2 liều với 30 microgram trên một liều, cách nhau 3 tuần. Trong khi đó, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ sử dụng liều 10 microgram bằng 1/3 liều tiêm của người lớn. Dù được tiêm với liều thấp hơn, nhưng cơ thể chúng tạo ra phản ứng tương đương với mức kháng thể được thấy trong các thí nghiệm trước đó của những người từ 16 đến 25 tuổi. Ở trẻ em dưới 5 tuổi, vaccine với 3 microgram trên một liều hiện đang được thử nghiệm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho biết, các tác dụng phụ được báo cáo phổ biến nhất ở những trẻ vị thành niên tham gia thử nghiệm lâm sàng là đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, ớn lạnh, đau cơ, sốt và đau khớp. Các tác dụng phụ thường kéo dài từ 1 đến 3 ngày. Hiện nay, các bậc cha mẹ đang lo ngại liệu vaccine có thể ảnh hưởng đến tuổi dậy thì hoặc khả năng sinh sản của trẻ. Dù chưa có lời giải thích hợp lý về mặt sinh học cho điều này, nhưng có một sự thật rất yên tâm về vaccine mRNA là phân tử này sẽ bị tế bào phá hủy sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, nó sẽ không ở lại trong cơ thể. Vâng, trong khi trẻ em ít có nguy cơ phát triển bệnh nặng do COVID-19 nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Vào đầu tháng 9, trẻ em chiếm gần 30% các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ. Nếu không được chủng ngừa thì ngay cả khi không có triệu chứng thì trẻ em mắc COVID-19 vẫn có thể lây lan virus cho các thành viên trong gia đình, giáo viên và những người khác mà các em thường xuyên tiếp xúc. Thưa quý vị, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3 để tăng cường khả năng miễn dịch cho người dân. Tuy nhiên, chính sách này được thực hiện khác nhau tùy theo từng nước và từng đối tượng cụ thể. Thậm chí, Indonesia còn ban hành hình phạt đối với những người bị phát hiện tự ý tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3. Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức thông qua việc tiêm mũi vaccine tăng cường. Bắt đầu từ tháng 8 vừa qua, những người đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 trong khoảng thời gian 5 tháng trở lên và trên 60 tuổi thì sẽ được tiêm thêm một mũi tăng cường. Trước đó, hơn 4.000 người Israel bị các vấn đề về suy giảm hệ thống miễn dịch cũng đã được tiêm liều vaccine bổ sung. Trong khi đó, tại Mỹ, kể từ cuối tháng 9, nước này đã bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3. Đối với vaccine Pfizer và Moderna, mũi thứ 3 được khuyến cáo tiêm sau khi tiêm liều thứ 2 được 8 tháng. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, số người tiêm bổ sung vaccine ngừa COVID-19 đã đạt 11,2 triệu người, tăng nhiều hơn so với số người tiêm mũi đầu tiên. Hồi đầu tháng này, Cơ quan Dược phẩm châu Âu đã cho phép việc sử dụng vaccine Pfizer để tiêm mũi tăng cường cho người trên 18 tuổi, đã tiêm mũi vaccine thứ 2 cách đây ít nhất 6 tháng. Trong khi đó, tại châu Á, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh tiêm chủng mũi thứ 3 để khống chế đợt dịch mới. Hiện Trung Quốc đã tiêm đủ 2 mũi cho hơn 80% dân số. Theo các chuyên gia, để xây dựng hệ thống miễn dịch cộng đồng vững chắc, cần phải tiêm đủ 85% dân số. Tiêm mũi tăng cường cũng là cách nâng cao hệ thống bảo vệ sức khỏe cho hơn 1,4 tỷ dân tại quốc gia này.